cầm cái đi bán về mượn cái bình kia đi, mượn cái bình kia để mình tờ bay to làm cái này đi. Đâu nữa còn nữa đâu, cái rồi hết rồi đấy, cái có một cái ở đây ở kia đây này lại ơi. Một người chụp rồng với tại sao tập nhớ đây nào, mình làm bắt đầu từ đây nè. Rồi cái nhơi cái mà ba cái giờ mày nó dậy cho nó thẳng cái này nó xinh xinh mà ba bắt đầu làm đi. Ai làm chị làm này đi, chị Thương bấm máy đi em thử ra bắt đầu làm một người đây coi là bắt đầu vào đây vào áp là đâu. Ừ một người đó đúng rồi, thả xuống thả cái này xuống rồi làm bỏ vô cái chị không sao á bùa hát hai đứa bốn làm gì có nước cắt anh scan. Sao chị không nhắn nhắn vô nó sẽ có scan mà nhắn vô lại nhắn cho đúng đó. Scan đâu đó đúng rồi tiếp đó ra đóng bây giờ là rồi data nè data của mình là bên kia đúng rồi nhận nó rồi tiếp tục cài đặt khoản bước sóng khoản của mình là nhiêu 400 đến 650 đúng không? Ừ. 600 này. 400 đến 600. 600. Vậy cũng được. Rồi. À, tiếp tục rồi, một này. Red 600 cũng được à? Được. Red đó. Ở đó red bên này đúng không? Red table đây. Chọn đúng rồi, vậy nó chọn luôn rồi. Cái đúng rồi. Ý là mai mốt vô từ nhập set up. Rồi set up đâu? Set up. Đâu. Set up. Tròn. đúng rồi. Ôi, nhạy cảm cái thằng này. Trồng sen đúng không? Sen đó. Đúng chưa? Đúng rồi, nếu cần mà không cần thì thôi mà. Không cần thì thôi. Rồi bây giờ chờ cho mẫu trắng vô là ok. Ừ, nhưng mà đủ cái đó. Rồi mẫu trắng. Chờ chị đó. Cố gắng mình làm cho nhanh xíu. Hai cái bốn bên đó đúng không? Đúng rồi, chị làm đây. Cái này đang tè đúng không? Zero. Dạ chưa mà. Chưa, bây giờ rồi. Mình mới đi xác định. Xây dựng trong luôn. Lau nha. Lau nha. Bây giờ cho hai cốc đó. Hai hai đồ bổ. Tắm vào. Ngay như quay cái chỗ bỏ bên nó luôn, đẹp bên nó quay. Bây giờ ít người mà cứ đi theo quay đi ra. Chưa quay đi. Rồi bấm hai cốc nha. Rồi hai cốc rồi, rồi hai cốc rồi. Cho hai cốc rồi. Cốc rồi quay qua đây bấm đây tay. Quay đâu nhỉ? Đây hình này, bấm vô mũi tên này. Từ từ đó nha. Đây bấm vô đây đã. BS là cái tác nghiệp chán quá. Ba đây nè, ba đây là mũi rực đây, hai mũi tên nè. Đây đúng không? Hai mũi tên đi xuống. Rồi. Rồi bấm chân chạy mà. Chân chạy không? Chưa đăng ra cái này ok đúng không? Rồi ok đã. Bấm cái này đúng không? Chạy. Ok. Cho hai mẫu nè, bấm cái thằng này nè, mà thằng này là đây. Mà thằng này là hai mũi tên đúng rồi mà ta. Đúng rồi. Nhưng mà mình rồi thêm một cái này nữa. Process nhỉ. Chưa ra không ra process được. Chị bấm lại hai mũi tên đến coi. Đâu rồi, đến đâu rồi? Balicelero nó ở đâu? Là đây nè, Balicelero là cái này nè. Là hai mũi tên đi hai xuống. Hai mũi tên đó. Đi xuống đây. Là hai mũi tên đi xuống. Không, bấm cái đó. Đây. Đây, bấm cái này xong bấm process ừ. Bấm lần. Bấm lại bấm vô lại bấm vô. Rồi, process là cái gì vậy? Không có process. Nó bảo gì? Ơ đúng hết chưa vậy? Tại vì chị đi đến. Hay là cái nút này chị chưa tắt? Chị ok đã. Ok đã. Rồi mình bấm vô cái hai mũi tên. Hai mũi tên. Rồi process. Process đâu? Đó bây giờ đó. Lẽ chưa tắt cái kia mà rồi. Rồi ok đây. Bấm run rồi. Bấm chữ run. Rồi bấm chữ chạy. Ông không có chạy. Không có máy. Nó đang chạy từ từ. Em nó đang tự chạy rồi. Chạy chưa? Chạy rồi. Chưa xét xong đời máy xong đã. Đời máy đã. Rồi bấm chưa? Chưa, đợi máy đã. Đợi không có gì hết đúng rồi. Bây giờ mày lấy một cốc ra. Bây giờ lấy cốc phía ngoài. Lấy cái ớt 5 đưa đây. Lấy cái cuối cùng là lấy một cốc nghe hả? Đúng rồi, lấy đồ rửa đấy đi. Rồi rửa cái đó bằng 5 lần nha. Này, không rửa này nữa. Này cắt đi. Lâu nãy mình chưa tắt cái chuông đúng rồi. Ừ. Hay là nói thôi, tuyên trang đi bấm. Mình mới tay cốc rồi nè. Dạ. Tay cốc chưa? Rồi, tay hai cốc hồi nãy rồi anh. Lại trời này nè, bấm zero là gì hai cốc rồi đó. Bây giờ đo. Ê, lấy cái này rút luôn, không có bắt luôn hả? Ừ, đủ luôn. Này, cho con cái cốc chứ.
không không đủ thầy kêu đuổi chứ không được đâu. Thầy nói nó chạy ra kệ nó rồi ok đi thầy nói mà xong rồi lâu. Ủa mình đã cài đấy chứ mày đang này cài bước sóng rồi chưa? Chưa, anh mới sạc kênh là chưa bước sóng. Bây giờ mới đi xác định. Bây giờ mới đi xác định bước sóng này anh. Đang cái bước đi xác định bước sóng. Ừ. 2/3 Ủa rồi, rồi, rồi. Về lại đi chứ để lộ. Bên nào đâu được à? Bên nào cũng được. Mình cứ năm nào để cho chắc. Nhưng mà theo thứ tự tốt hơn thì lát mình đi. Đúng rồi chị. Ok vô đi. Lát mình nhập mình lên. Rồi cái lại bấm rinh đi chị. Chị bấm rinh. Chạy. Đây chạy đây. Nó đang chạy vậy nó chạy rồi nó xét rồi process rồi để từ từ nó chạy luôn nào bấm cái nút chạy ra đúng rồi người chạy đó nó chạy là mình chọn tiếng nó mình mới qua nó này. Chọn cho mình luôn á nó chọn cho mình đang chờ nó lên trước sóng đã để nó đang chạy đó đang về đó cái này chị lên đây này này phải đúng 525 không nha không phải 525 mà nhớ mình pha sai con tay pha sai cứ nói ok lên thì chưa được đó 525 đó rồi xuống rồi hơn rồi hơn 525 rồi không hết nữa đâu nó cho tới 600 mà không ý nói cái đỉnh cao này hơn ông tổng mắt cho lé rồi ông tổng cũng bị lệch 525 đó ok để nó hiện ra là biết à từ nhân vô học dược sau anh tổng phát hiện ra bệnh tâm lý nha nó tự hiện lên ở trên đó anh năm bao nhiêu đó năm 26 đó ok rồi tiếp tục đi rồi làm gì đây rồi cái mẫu này đúng không rồi này là xong rồi xong rồi xong rồi bây giờ mình về lại từ đầu nè làm này đi lấy đi quay cho rõ nét cho số rửa đi chị rửa chị đang làm mẫu trắng hoàn toàn nữa nè ok bây giờ để vô cái này lại đúng không cái này lại Facebook đúng rồi tiếp bấm trong bảng này tiếp cài đặt bước sóng vô cài đặt nè cài đặt trước đó đúng rồi 525 đúng rồi 526 526 mình sửa lại số 6 chị chọn click vô đây sửa nè click vô đây đó 526 ok đã rồi mẫu đo bây giờ mình chỉ đo 4 mẫu thôi đúng không 6 thành bây giờ đo mẫu trắng trước đã mới được nè chọn này nè từ từ một đây một data nè chọn áp rồi đúng rồi data chọn này rồi sample một kìa sample đây sample một đúng rồi tất cả mấy mẫu 5 mẫu năm sáu năm cái với một cái mình định lượng nữa là 6 ok rồi cho hai mẫu trắng vào nè bây giờ rồi, mẫu trắng chưa rồi ok cho mẫu trắng rồi bây giờ bấm này ba gì ba là cái nút này là cái nút này lại không phải chạy mà là hai mũi tên xong bấm này rồi xé xong rồi mới ranh máy mốt vô cái đó cái chữ đó máy về về zero máy ngày xong rồi lấy một cốc ra cho lấy tiếp nhưng mà nó chưa về zero rồi sao ta zero đâu ủa còn cái đống này của ai đây để của người ta hồi nãy đó nhưng mà mình làm đúng lấy một cốc đo ra cái cốc đầu tiên ba đó có mới một ấy mà một cốc trắng thì ba phải chọn số 1 chứ hả không cài đúng rồi cái này làm 6 đúng rồi cho mẫu trắng lấy một cốc đo ra xong rồi mình chỉ tắt tiếp đi à không kệ nó đi kệ không liên quan rồi bây giờ chị cứ lấy ra mình đo mẫu trắng xong mình bấm rồi đúng không mình nhưng mà nó không có đợi mấy giờ zero bây giờ làm sao lấy một cốc ra bây giờ từ từ đó bây giờ chị bỏ lại vô đi rồi bấm lại nút này rồi về lại từ đầu coi từ từ nè bây giờ cho hai mẫu trắng là bấm lại nút này coi rồi màu trắng có chưa rồi bấm lại hai mũi tên á hai mũi tên rồi đó đúng rồi nè ta rồi đợi mấy gì zero không mà lấy zero là chỗ này lấy zero nè rồi lấy mẫu ra đi bây giờ lấy ra đó mẫu một đi đây cái nhìn trên đây tại vì trắng nó có nhìn là bỏ cái này ra đúng không đúng rồi đổ đây trắng đi trắng bằng nước cắt đi ôi cha là ôi cha có cái chữ trên đây nó hiện nó chạy đủ là hiện đây đó đâu cần trắng căng ba nước cắt rồi mấy ba này zero là nhìn ở cái nắp này ok nhìn vô zero thì nhìn zero đây chứ đừng có tìm bên đây trên đây không có không mẫu thứ năm gì đó để đo cái cực đại thôi nhưng mà cái hồi nãy là scan để lấy cực đại để mình điền vô đây nè nhưng mà tí mình vẫn phải đi đo lại tí vẫn phải đo tí lại nữa. Cái đó hiểu rồi nói chưa này bà quay nãy mình cứ nghĩ tại vì quay vui về nghe tiếng không á tôi nói không à tay người em mới thường đổ nói không cắt cái đây đây qua mẫu hai chuẩn bị mẫu này mẫu nào đây mẫu đó mẫu nào mẫu một mẫu xong rồi nè nó tự hiện trên này
Rồi đánh. Đâu, đợi bảo này cho bảo một vào bắt đầu rinh chạy. À, giờ chỗ đó đúng không? Để nó chạy. Chấm. Đó rau bồ rồi, đúng rồi. Đó, rồi ông đó là 12 đây. Rồi một cho lấy ra. Là không em? Em hả? Em làm không? Bỏ một rồi. 2129. Tí nữa chung chứ. Thôi kệ, tôi đi đi. Rồi, đến mẫu đó xong đến chị nha. Đấy gì khác bấm máy đi. Nào cô bấm vô chỗ đó nữa là bấm sao? Bấm mỗi cái này không à? Cái nào đó rồi. À, thì cứ từ từ từng đứa một dẫn đi. Ờ lúc mà bấm lấy chỉ là chị đi lên đây tí lại tay nó luôn là chị không? Hiểu không? Đào máu ư? Đâu có gì đâu mà run dữ vậy? Bỏ đi xong hết chưa? Nghi lắm. Nghi gần anh Công không vậy? Xong hết rồi. À, còn đến mình nó run thiệt luôn nè. Đang động vật lý rõ ràng. Nhìn người khác làm khác, mình làm nó khác, là tay chân vô nó run khác là. Ừ, chắc lắm, chắc nghi lắm. Rồi đến mình tiếp theo là mình mình làm lại đi cho người khác thấy luôn đi. Rồi, chị đi vô. Em vô đi. Chị vô không? Rồi, trước đi. Rồi, rồi. Nữa. Vô đi. Rồi các bạn, bấm process kia. Rồi, bấm. Đây, rồi là thành ra, ra đây. Rồi, ra đó. Nó không cho, nó hiện. Đấy, nhìn cái thứ hai rồi đó. 0.4389 hết đồ set đó. Bộ đồ set không bấm hai cái mũi tên tâm thuốc hả? Không, mũi tên đâm là bấm lúc đầu để mà chơi bi thôi. Con phút sau mới bấm mũi tên nữa. Thường chặt tay à, ít ăn chân gà ha. Thường xuyên ăn luôn á. Nhà không ai ăn nó mình ăn à. Ừ, cái này anh tưởng là trắng bằng cái đồ. Trắng nước cất xong đã rồi mới trắng cái đó. Ta trắng nhiều ba lần. Thầy bảo anh đúng bài, nói cho anh nói đúng bài, thầy lại sao lại làm chẳng bài, không nên làm sai. Đi trang cái nào, này chị ra là nói. Đây, ba lần. Nó nhiều quá, 2/3 thôi mà. Không, có cái lần đầu thì em trắng cái kia thôi, cái lần mới xong thì trắng ạ. Mấy mấy mẫu sau cũng trắng bằng kia thôi. Nó nhiều quá không? Nhiều, hơi nhiều. Ờ, hơi nhiều không? Ok. Bấm đi sao? Rồi nha. Rồi. Rồi ai đi vô? Không phết doanh làm không này. Qua đấy đi đi đấy. 0.651. Cái bình này là cái bình mới đo đó. Nhận nhảy ra đi. Lấy ra. Bây giờ là mình đổi từ cái số kia ra mình mới nhập. Không không phải là trắng trắng kia nó đi. Trắng trắng đấy, trắng trắng nó cắt đấy, cứ theo thứ tư. Anh nói gì được nghe không được đâu, mấy cái bình này. Bọn em thầy nói gì bọn em nghe. Từ làm, từ làm. Nói luôn đấy, anh, thầy hướng dẫn riêng cho em. Không tin à? Ê, thầy hướng dẫn em. Thầy mèo gì hả? Cứ cho là mày đi. Lau đi cho anh. Nghiệp thầm. Thôi, lát ấy cũng bỏ nữa đi. Rồi bỏ cho mùi. Rồi đè nắp lại. Rồi Thu làm cái thứ tư luôn đi. Rồi ai muốn làm vậy? Này cầm đi em lấy cho Thu. 0.8874. Nghe Thu. 8874 mở nắp lấy trong kia. Đây là Thu nhá. 8874. Từ từ in chụp cái này xíu xíu. Để đúng mở quá. Đây là Thu. Nghe không? Ở đâu một cục nữa. Trong khi nào không lấy thì lấy cái này lấy cái cục ý là lấy hai cốc thì mở phía trên còn lấy một cốc chỉ cần mở ở đây thôi. Lúc đầu mới đâu là có hai cốc đó, hai cốc trắng trước xong lấy một cốc trắng ra bắt đầu đo mẫu. Cô còn một cốc trắng mà cốc trắng nó để phía trên mình cứ để trên đó. Các bạn giúp mình nhé. Chai đứng xung quanh phải không uống sao cho được. Nhỉ.
Bên này cái ở bên kia. Có số thứ tư chưa? Có chưa gì nhắc nhặt rồi. 8874. Vậy thì chưa không? Cho nó lè chị ơi. Nhưng mà nhập đi thì không biết hết lắm. Không, chỉ cần nhập số vô xong chị làm y chang như thầy chị vậy thôi. Mắt là cút gì thì là phải đi kìa. Nó xiên qua hai cái mỏ trắng á. Hai mặt trắng á. Rồi. Ý là nó hấp gì? Hấp. Chụp lại cái đấy đi. 1,1042 chị thương. Này cái thông sao? Chưa có cái mẫu cái này. Thử nữa. Ai làm? Có làm chưa? Chưa. Đấy. À, nhưng Hanh nó chưa làm. Hanh làm chưa? Hanh làm rồi. Lấy cái cốc đó ra đổ đi thì đổ cái này cô. Chị làm cái này nữa, chị xong cái này chưa? Giờ đang làm em. Vậy thì em bấm cái này để em quay cái máy cái làm cái. Ngay đổi từ cái số này lại như cái. Chị chi cho. Chị Hoàng ơi quay giùm em bấm một cái. Quay giùm em cái này cho quay nhập thôi. Cầm máy quay cái máy này giùm em ơi. Cầm quay cái máy điện cái máy tính. Quay cái này em quay. Cầm cái điện thoại quay giùm máy em. Điện thoại đi em cứ răng lại. Đâu có răng lại đâu, em bảo cầm cái này đi. Đây là làm đi. Tranh thủ còn 20 phút nữa đi rồi, ra đề rồi. Insert. Bấm cái phải. Insert sister. Hai cuộc cuối. Rồi. Xong rồi, nó lên rồi. Cảm ơn chị. Máy bấm sao đang quên mẹ rồi. Làm sao mà bấm từ cái số cũ này nó ra số phận phải, số này nó đúng.